Vì sao Âu Mỹ tẩy chay kem chống nắng Hàn Quốc? Mình chọn ra thời điểm này để nói về câu chuyện phốt của kem chống nắng Hàn Quốc vì hai lý do. Đầu tiên là Sài Gòn đang bước vào những ngày nắng nóng nhất năm luôn, cho nên các bạn xem kênh mình thì cực kỳ quan tâm đến kem chống nắng. Và không thể phủ nhận là thị trường kem chống nắng Hàn Quốc tại Việt Nam cực kỳ đa dạng, không chỉ đa dạng về mẫu mã mà còn đa dạng về giá tiền. Và lý do thứ hai là bởi vì 2021-2022 là cái thời điểm nhạy cảm để nói về câu chuyện này. Tại vì bạn nào mà xuyên đọc báo nước ngoài sẽ biết là sau dịch Covid thì ở Mỹ có cái làn sóng tẩy chay người châu Á, và mình là người Việt Nam, mình cũng là một người châu Á, và dù đã quan sát câu chuyện này từ rất nhiều phía cũng như mình thu thập được cực kỳ nhiều dẫn chứng, nhưng mà mình cũng ráng đợi để đến khi cái làn sóng tẩy chay này nó qua đi thì mình mới đem câu chuyện này ra để mổ xẻ. Bởi vì mình không muốn việc mình nói về kem chống nắng lại bị mượn gió bẻ măng để nói về câu chuyện phân biệt chủng tộc, và mình cũng không muốn chỉ trích toàn bộ kem chống nắng Hàn Quốc, bởi vì nếu bạn xem hết video này thì bạn sẽ biết câu chuyện con sâu đã làm rầu nồi canh như thế nào. Và điều cuối cùng mình mong là mọi người không tấn công cá nhân bất cứ ai đang bán những sản phẩm mà mình đã từng review và không thích, bởi vì xét cho cùng họ cũng chỉ là người bán mà thôi. Và sau câu chuyện này các bạn sẽ thấy đến cả nhãn hàng họ còn không biết họ đang bán cái gì, thì chúng ta không nên chỉ trích người bán. Thành ra khi mình nêu ra một vấn đề trong tất cả các video của mình thì điều mình muốn là đưa ra vấn đề và nêu giải pháp, chứ không phải là đi công kích cá nhân. Vậy thì mọi chuyện bắt đầu vào cuối 2020 khi chị Judith, là chị founder của trang NC Decoder, chị này có một cái niềm đam mê vô tận với kem chống nắng. Và đến một ngày chị này cảm thấy nghi ngờ khi cầm một chai kem chống nắng của Purito đang rất là được ưa chuộng tại thị trường Âu Mỹ. Và trên bao bì của tuýp này được in là SPF 50+, và cụ thể hãng claims chai này là SPF 89, nhưng bản thành phần chỉ chứa 3% Juvenol A+ và 2% Juvenol T150. Thì với một cái người có cái kinh nghiệm giống chị này, cộng với lại cái texture của sản phẩm nó quá là ráo và nhẹ mặt, thì chị này mới đặt một câu hỏi. Và sau khi tham khảo nhiều người trong team thì chị này quyết định là mang cái tuýp này đi test in vivo và in vitro, thì kết quả cho ra là 19. Và sau khi mà chị này up cái bài này lên thì dấy lên một luồng tranh cãi. Vì đối với lại chính phủ Hàn Quốc, những cái sản phẩm kem chống nắng tạm gọi là function cosmetic thì đều được test kỹ trước khi đưa ra thị trường. Vậy thì tại sao lại có một cái chuyện gian dối như vậy? Sau đó thì chị viện trưởng của Viện Da Liễu Hàn Quốc, chính là cái người mà thường sẽ phụ trách cái vấn đề về test này á, chị ấy mới dùng máy tại chính cái viện đó để mà đo, thì con số ra là 28. Thì chị này mới giải thích là cái máy mà chị Judith test ở châu Âu á, thì nó là một cái dòng máy cũ đã ngưng sản xuất từ 10 năm trước, và máy của cái chị viện trưởng này là máy mới hiện tại, và chị ấy cam kết là không chỉnh sửa bất cứ một thông tin gì, và con số cuối cùng ra là SPF 28. Vậy thì dù là 19 hay 28 thì nó vẫn là một khoảng cách quá xa với 89, và đó là lúc dư luận bắt đầu. Sau đó thì mình có follow kênh của chị Odile Monod, và chị này có nói về cái quy trình sản xuất mỹ phẩm không riêng gì kem chống nắng, thì nó sẽ có 3 dạng. Một là OBM, tức là toàn bộ sản phẩm sẽ được sản xuất in-house, brand sẽ thuê người làm công thức rồi mua máy móc về làm, xong rồi kiểm định, xong rồi marketing, xong rồi test, toàn bộ là brand sẽ làm hết. Vậy thì thường á, cái nhóm này là dành cho các tập đoàn lớn, cũng như chi phí thì rất là đắt đỏ, và thường các tập đoàn này họ cũng sẽ sở hữu rất là nhiều nhánh con về mỹ phẩm. Nhóm thứ hai là OEM, brand sẽ đưa công thức của họ cho nhà máy sản xuất, và brand sẽ sở hữu trí tuệ cái công thức đó, và nhà máy phải cam kết là không bán công thức này ra cho đối thủ. Thì đối với lại OBM và OEM là nhóm 1 và nhóm 2 á, thì brand sẽ chịu trách nhiệm gửi sản phẩm của mình đi kiểm định. Và nhóm thứ ba là ODM thì nhà máy sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình, bao gồm ra công thức, sản xuất và đưa sản phẩm đi kiểm định. Thì đây là cách tiết kiệm nhất dành cho những cái công ty vừa và nhỏ khi họ mới ra thị trường, họ không có đầu tư được nhiều về máy móc cũng như R&D. Sau câu chuyện về Purito thì tất cả những loại kem chống nắng tại Hàn đều được đưa đi kiểm định lại hết, và người ta phát hiện ra là một số brand của một số ODM nhất định đều bị sai. Cho nên ở đây vấn đề là chúng ta không thể tẩy chay OBM, tức là brand sản xuất in-house, mình cũng không tẩy chay OEM là brand sở hữu trí tuệ, mà mình chỉ đang trách cái nhà máy sản xuất đó. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với những chai kem chống nắng bị sai SPF? Thì theo như chị Odile Monod này nói á, thì ban đầu là ODM gửi một cái mẫu kem chống nắng
chuẩn, công thức dày đặt gửi đến cho Viện Da Liễu Hàn Quốc và đã được kiểm định với con số là SPF 50+ và BA 4+. Và sau khi mà nhận được cái tờ kiểm định đó thì ODM này mới sửa công thức lại thành dạng lotion dễ tán. Và nói đến đây thì mình sẽ phải nói thêm một ý, đó là quy tắc thực thi đạo luật mỹ phẩm ở Hàn. Tại điều 10 của cái bộ luật này thì chính phủ Hàn họ có đưa ra một số ngoại lệ, đó là miễn test đối với lại những sản phẩm có cùng chức năng, cùng active ingredients, cùng công thức với những sản phẩm đã được approve trước đó. Mình lấy ví dụ như nhà sản xuất họ muốn ra mắt một cái bộ son có chức năng chống nắng, và cái bộ son này thì nó có 10 cây son với 10 màu khác nhau, thì thay vì phải mang từng cây son một đi test và tốn 10 lần phí, cũng như mỗi một lần test phải tốn 60 ngày chờ đợi, thì ODM có thể chọn một cách nhanh hơn, đó là chỉ cần test một cái formula chính, một cây bất kỳ, rồi người ta sẽ đồng loạt approve cho 9 cây còn lại. Thì chính những cái ODM này, bởi vì họ biết luật cho nên họ đã lách luật bằng cách sửa lại công thức chống nắng thành dạng lotion dễ tán và sau đó xin miễn test, bởi vì cái này đã cùng công thức với cái sản phẩm đã được approve trước đó. Vậy thì cụ thể mình có đọc được ở công thức ban đầu mà ODM gửi cho Viện Da Liễu Hàn Quốc test và đã được approve, thì trong công thức này active ingredients có 2g Juvenol A+, 1g Tinosorb S, và hai cái này được chú thích là active ingredient với chức năng là sunscreen. Đồng thời trong công thức này còn có 6g titanium dioxide. Tuy nhiên người ta lách luật bằng cách để 6g này ở cuối và mở ngoặc ra ghi cái function của nó là chất tạo màu. Thì bạn nào mà rành về thành phần sẽ biết titanium dioxide bên cạnh chuyện nó có khả năng chống nắng thì nó còn là một thứ bột màu trắng giúp tạo màu. Thay vì phải chú thích cái 6g này là active ingredient thì người ta lại đẩy nó xuống dưới với chức năng là chất tạo màu. Và đến đây mình sẽ lại phải mở ngoặc một tí để nói về video cũ, đó là có một số quan điểm cho rằng nếu không thích white cast thì không nên xài kem chống nắng vật lý mà hãy chọn chống nắng hóa học. Mình xin mở ngoặc là điều này nó không còn đúng nữa, bởi vì với công nghệ cũ thì những cái hạt zinc oxide và titanium dioxide thì kích thước của nó là micro, nhưng mà cái công nghệ sản xuất kem chống nắng đã ngày càng tiên tiến và người ta đã có thể cắt nhỏ những cái hạt này ra ở dạng nano size và đồng thời là còn phủ cho nó nữa. Cho nên cái quan điểm dùng chống nắng vật lý là bắt buộc mặt phải trắng bệch lên là một quan điểm cũ và không còn hợp thời nữa. Bởi vì với công nghệ mới bạn vẫn có thể xài chống nắng vật lý và không có bất cứ một cái white cast nào. Sắp tới mình sẽ có những cái video về chống nắng vật lý nên white cast là như vậy. Quay trở lại chủ đề này thì bởi vì ban đầu 6g titanium dioxide được thêm vào với cái công dụng là chất tạo màu và sau khi mà được approve rồi thì ODM này mới loại 6g này ra, và cái công thức ban đầu người ta xin Viện Da Liễu là cái công thức là kem chống nắng nâng tông, thì sau khi người ta loại 6g này ra thì người ta sửa lại là kem chống nắng, tức là bỏ chữ nâng tông. Thì xét theo lý thuyết đó, active ingredients không đổi, cho nên miễn nhiên cái sản phẩm này cùng active ingredients cũng là kem chống nắng, nghiễm nhiên sẽ được miễn test. Và đó cũng là lý do vì sao mà chỉ thay đổi từ cream qua lotion, nhưng một sản phẩm chống nắng có thể sụt giảm SPF từ 89 rớt xuống còn dưới 30. Vậy thì mình thấy được nhiều vấn đề từ câu chuyện này. Vấn đề đầu tiên là đã có rất là nhiều brand họ đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi và hoàn tiền cho khách hàng. Mình khẳng định đây là một điều brand phải làm, bắt buộc phải làm, chứ không phải lấy đó làm điểm cộng. Và đúng là brand họ cũng là nạn nhân của chính những cái ODM gian dối đó. Tuy nhiên, mình có một câu hỏi là vậy thì trách nhiệm của brand là ở đâu? Họ không biết họ đang bán cái gì. Lợi nhuận họ thu được từ khách hàng là rất nhiều, nhưng chính họ cũng đang bị ODM dắt mũi. Và mình nhấn mạnh ở đây là các bạn đừng tấn công cá nhân một shop nào đó hay một công ty nhập khẩu phân phối nào đó tại Việt Nam nha. Bởi vì mọi người thấy không? Official brand mà họ còn không biết thì làm sao những cái đại lý nhỏ hơn mà người ta có thể biết được. Điều tiếp theo mà mình quan tâm là liệu phía chính phủ Hàn Quốc họ có nên bỏ thêm một số điều luật phụ đối với cái quy trình kiểm định kem chống nắng hay không? Tại vì gần nhất mình lên trang của chính phủ Hàn Quốc mình xem vẫn là cái bộ luật cũ. Tại vì xét cho cùng chống nắng nó không phải là đồ trang điểm, cho nên không thể nào một sản phẩm mà lại có quá nhiều shade màu. Cho nên chắc chắn sẽ không lo vấn đề là phải test nhiều lần, tốn nhiều tiền và chờ đợi lâu. Mà chưa kể kem chống nắng là cái thứ ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của người tiêu dùng rất nhiều và lại là một sản phẩm xài rất nhanh hết. Và điều cuối cùng mà mình thắc mắc là trên thị trường mỹ phẩm nói chung, ngoài kem chống nắng ra thì còn bao nhiêu sản phẩm khác không làm được đúng như cam kết trên bao bì.